này chúng ta thấy có cái thâm nhiễm rải rác ở rốn phổi phía bên trái, ở rốn phổi bên phải và đáy phổi phía bên phải, và một cái thâm nhiễm nữa nó chiếm cả một hệ thống trong phổi, nó cho mình một cái hình ảnh tam giác. Đáy phổi nó nằm ở ngoại vi và cái đỉnh phổi nó nằm ở rốn phổi. Hình ảnh này, riêng hình ảnh này là một cái viêm phổi phì, còn hình ảnh bên đây nó là những cái phế quản phế viêm. Cả hai cái hình ảnh này là một cái phế quản phế viêm. Chúng ta nhìn kỹ trở lại hình ảnh tam giác của một cái viêm phổi phì và những cái hình ảnh thâm nhiễm ở hai rốn phổi. Hai cái nó phối hợp nhau, nó cho mình cái hình ảnh phế quản phế viêm.